Ngày 26 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về tình hình sản xuất những tháng đầu năm, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quán triệt chỉ thị số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc và hướng dẫn số 04 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về thực hiện chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị, phát động thi đua thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Tại điểm cầu huyện Lang Chánh, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đề nghị từng đồng chí tham gia hội nghị cần nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các văn bản do các đồng chí lãnh đạo tỉnh trình bày, đồng thời từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần vào thành công của hội nghị. Tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế 2 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những vấn đề phát sinh, phương hướng giải quyết và những vấn đề cần lưu ý trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, quán triệt chỉ thị số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc và hướng dẫn số 04 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về thực hiện chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị. Thảo luận tại hội nghị, các lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm và nêu lên những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, những vướng mắc phát sinh trong việc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trực tiếp giải đáp và hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trực tiếp giải đáp những vấn đề vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thanh Hóa bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với những thuận lợi, thách thức đan xen. Hiện nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, dự báo sát đúng thời cơ, thuận lợi và những khó khăn thách thức trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết định các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 với tính phấn đấu cao, nhằm tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo, phấn đấu đến năm 2025 đưa Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Để phấn đấu đạt được mục tiêu trên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, một lòng phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng và khát vọng thịnh vượng của quê hương, Thanh Hóa anh hùng, tổ chức thực hiện thiết thực có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, quyết liệt, sáng tạo, kịp thời nắm bắt thời cơ thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.